Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TMT Mỹ Đình. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay cái kênh TMT Mỹ Đình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu một cái sản phẩm hoàn toàn mới của nhà máy TMT. Đó chính là cái chiếc xe tải van 5 chỗ hoàn toàn mới mà TMT mới giới thiệu trong thời gian gần đây. Đây là một trong những chiếc xe sinh sau đẻ muộn và nó ra mắt sau tất cả những cái sản phẩm xe tải van khác đang có trên thị trường như là Photon, Dongben, Kenbo. Thì cái sản phẩm này nó sẽ có một vài cái điểm đặc biệt hơn so với những cái sản phẩm đó. Thì dĩ nhiên rồi, một cái sản phẩm mới ra mắt thì nhà máy cũng như là hệ thống đại lý cũng đã nghiên cứu rất nhiều về về cái sự bán được hay không của cái chiếc xe này. Và khi họ đã giới thiệu ra thị trường thì chắc chắn nó sẽ có cái điểm gì đặc biệt để có thể bán được hàng. Thì ngay trong video này mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu cái điều đó. Thì trước mắt các bạn là một cái sản phẩm xe tải van 5 chỗ màu trắng, tên của nó là K05S. Đây là cái phiên bản 5 chỗ, mã hiệu là K05. Còn nếu các bạn sử dụng cái chiếc xe 2 chỗ thì mã hiệu của nó là K02. Đấy, thì cái sản phẩm này nổi bật với cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5, các bạn có thể nhìn thấy ở rìa hè hông xe kìa. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 hoàn toàn mới, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Các bạn sẽ cái sản phẩm này nó chỉ tiêu thụ xăng khoảng từ 5,5 lít xăng cho 100 km ở điều kiện tiêu chuẩn thôi. Những sản phẩm khác thì rõ ràng nó sẽ tốn nhiên liệu hơn so với cái sản phẩm này. Rồi, về cái ngoại hình thì chúng ta sẽ thấy là cái sản phẩm này nó không còn mới ở Việt Nam và cũng không còn mới ở bên Trung Quốc nữa. Cái sản phẩm này nếu ở thị trường Trung Quốc các bạn sẽ thấy là nó đi ngoài đường rất là nhiều. Đây là một trong những cái sản phẩm mà bán xe bán chạy thứ hai ở thị trường Trung Quốc. Nó có một cái bộ máy vô cùng bền, nó là cái máy mà bền top 2 ở bên Trung Quốc luôn. Thế nên là ở Việt Nam mình thì nói về bền thì chắc nó cũng sẽ không ngán những cái chiếc xe tải van nào mà bền nhất ở thị trường Việt Nam đâu. Đấy, đấy là điều mà mình khẳng định để cho các bạn có thể biết được nếu các bạn mua cái sản phẩm này. Các bạn điều đầu tiên các bạn sẽ phải yên tâm đó chính là về cái máy móc của nó. Nó rất là yên tâm. Đấy. Ở bên rìa chúng ta sẽ thấy một cái hệ thống tem của cái chiếc xe này. Đấy, cái tem thì cá nhân mình thấy nó không đẹp, thế nhưng mà cũng không thể đòi hỏi nhiều một chiếc xe tải van vì nó là cái xe chở hàng chứ không phải là cái xe du lịch. Đó. Đằng trước chúng ta sẽ thấy cái cụm đèn pha bằng halogen rất là to và nổi bật, chiếm trọn phần đầu luôn. Rồi là cái hộc lấy gió điều hòa cũng được thiết kế nó rất là cân đối. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm xe tải van nhỏ, nhỏ hơn Dongben, nhỏ hơn Kenbo. Nó dài thì vẫn dài như Dongben thôi, thế nhưng mà nó về cái chiều rộng thì nó sẽ ít rộng hơn so với những sản phẩm kia. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một vài cái điểm đặc biệt, đó chính là cái logo DBSK của cái sản phẩm này và cái logo rất quen thuộc của nhà máy của Socon. Đấy, Socon là gì thì bạn có thể là search Google giúp mình. Đây là một trong những chiếc xe mà nó rất là quen thuộc với người Trung Quốc, Việt Nam mình thì mới. Về cái sản phẩm này sang Việt Nam thì bên mình và làm việc với nhà máy cũng đã cải thiện một số các cái vấn đề. Thứ nhất là về cái tấm chắn điều hòa chính hãng này, nhà máy cũng đã cung cấp cho chúng ta không cần phải làm một cái tấm chắn nó không phải không đẹp mà không mất thẩm mỹ như những chiếc xe Dongben không có cái tùy chọn này, bắt buộc chúng ta làm chúng ta sẽ phải làm từ một cái tấm tôn lên thì nó sẽ xấu hơn. Ngoài ra thì cái sản phẩm này đã có cái sàn bằng inox bằng hợp kim này, nó rất là chắc chắn và nó rất là đẹp. Đấy, bắt mắt. Ốp gỗ lốp đã được ốp sẵn, các bạn nhìn thấy không, ốp gỗ lốp này. Đấy là những điều mà nhà máy quan tâm đến khách hàng, nhu cầu thực tế của khách hàng là cái xe này để chở hàng. Chở hàng thì nó sẽ cần những cái như mình vừa nói. Thứ nhất là mát sàn, thứ hai là cái tấm chắn điều hòa, những cái thứ rất cơ bản đó. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống lốp lớn 175R13 không xăm. Đấy, chúng ta mình sẽ mở cái khoang hàng sau cho các bạn nhìn cái ghế ba, cái hàng ghế. Thì đằng sau này là cái hàng ghế chứa được 3 người, ngồi được 3 người. Đấy, cái hàng ghế này một điểm đặc biệt của TMT làm so với các cái sản phẩm khác của các hãng khác là khi các bạn mở, các bạn có thể là mở ngược cái hàng ghế này gập lên người đằng trước. Chúng ta sẽ có một cái khoang chở hàng đằng sau rất thoải mái như chiếc xe V2 2 chỗ. Đó, đấy là một trong những cái điều đặc biệt của sản phẩm này. Thì cái sản phẩm này nó vẫn có những cái tùy chọn rất cơ bản cho những bác tài xế như điều hòa 2 chiều, kính điện, khóa điện, trợ lực lái điện và FM radio, đèn trần đầy đủ. Không thiếu cái gì cả. Ngoài ra thì cái sản phẩm này được nổi bật hơn với một cái màn hình camera lùi, camera hành trình rất là to, 9 inch ở đây. Để mình mở lên cho các bạn xem. Đó, màn hình camera lùi, camera hành trình đầu Android rất là to, 9 inch. Đấy, ngoài ra thì cái hệ thống cụm đồng hồ rồi là vô lăng ba chấu cũng được thiết kế rất là hài hòa. Thì cái sản phẩm này với cái nội thất thì nó sẽ không rộng được như Dongben, cũng không rộng được như Kenbo. Vì bản chất của cái xe này nó sẽ nhỏ. Nhỏ như này thì nó sẽ cho phép các bạn luồn lách vào trong những cái con ngõ nhỏ này, con phố nhỏ mà không gặp vấn đề gì cả. Đấy, đó là cái điều mà mình đánh giá cao về cái sản phẩm này. Ghế thì vẫn ghế nỉ thôi, tại vì giá xe nó rẻ quá. Cái sản phẩm này để sở hữu nó các bạn chỉ
cần có khoảng chưa tới 270 triệu chúng ta đã có cái sản phẩm này rồi. Đó là một cái điều mà chiếc xe 5 chỗ ở trên thị trường thì nó chỉ đắt hơn Kenbo một tí xíu thôi, nhưng mà về chất lượng nó sẽ hơn. Chúng ta lại còn có camera lùi, camera hành trình trước như vậy. Rồi nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987733322, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về cái sản phẩm này cho các bạn xem. Đây là một những chiếc xe mới và những ai mà sở hữu nó thì các bạn sẽ có được những cái độc lạ khi chúng ta đi trên đường. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.